Hello các bác, để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào đến từ Pro Sound Việt Nam, các bác có thể bấm vào đăng ký và ngay sau đó các bác có thể bấm vào quả chuông, chọn tất cả để nhận được những thông báo về video mới nhất nha. Ok. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Pro Sound Việt Nam. Cũng khá lâu rồi thì em không được lên hình để review các sản phẩm gửi tới các bác. Thì ngày hôm nay thì em cũng được nghỉ ở nhà, không phải đi setup hay đi công trình ở đâu cả. Và thì em cũng tranh thủ lên đây để review và tư vấn cho các bác về một cái sản phẩm mà không thể thiếu trong hệ thống âm thanh. Đó chính là dây loa. Và bên cạnh em đây thì là 3 cuộn dây loa của thương hiệu KLOTZ Made in Germany. Đấy, tại sao chúng ta phải chọn dây loa tốt của một cái dây loa của một hãng có thương hiệu để chúng ta đặt niềm tin vào nó, bởi vì dây loa đó đặt yếu tố cũng khá là quan trọng trong hệ thống âm thanh. Đấy. Ok, thì ở đây em cũng có cắt sẵn một mẩu dây loa của thương hiệu KLOTZ. Đây em có thể ngồi gần lại để cho các bác có thể nhìn được. Đây, được chưa? Đấy. Đây, như các bác có thể đầu tiên nhìn thấy này, lõi đồng rất là to. Và đây, em có thể gạt ra các bác có thể nhìn thấy các cái dây đồng của nó rất là cứng. Đó. Trên thị trường thì có rất nhiều các hãng dây loa khác nhau. Đó, như các bác có thể thấy là các cái dây đồng này em cũng đã từng tiếp xúc rất nhiều loại dây loa. Đó, và có loại dây loa cái lõi đồng nó rất là mềm. Cái điều đầu tiên ấy, chúng ta khi đi lắp đặt đúng không? Là chúng ta sẽ cắt cái lõi đồng này ra và lắp cái rắc speak công vào. Đúng chưa? Nếu mà lõi đồng mà đầy đủ như thế này, to như thế này, chắc chắn như thế này thì chúng ta chỉ cần xoắn nhẹ như này vào. Đấy, có thể lắp cái ốc speak công vào đây là ok ngay. Nhưng mà rất nhiều cái rắc, đấy, là rất nhiều cái loại dây loa lõi đồng nó mềm. Đó, và ít. Đấy là em đang nói về cái độ cứng và độ mềm trước nhé. Đấy, dây đồng mềm. Đó, thì chúng ta cứ ống ngẹo này nó không được cứng, chúng ta bắt vào nó sẽ không được chắc chắn. Đấy, khi bắt cái ốc vào nó không hết ốc, hoặc là cái ốc nó sẽ ăn xuyên cả cái đồng này luôn, nên bắt vào xong giật phực cái lại ra. Đấy, còn chưa kể là những cái loại dây loa khác là còn nhiều dây loa lại cái lõi đồng này nó còn ăn bớt cơ. Đấy. Chuẩn của nó là 2 x 1,5, nhưng nếu mà nó đo ra thì nó không được 2 x 1,5. Đó, nó chỉ có một nửa đồng. Nhiều dây loa nó chỉ được bằng nửa đồng so với cái dây KLOTZ này thôi. Đó, nên là chúng ta muốn bắt cái rắc speak công là phải cắt dài ra, gập 3 gập 4 lần lại rồi đút vào cái rắc loa. Đấy, khi bắt thì nó mới chắc chắn được. Đó là về số lượng. Đấy, em đang nói về số lượng đồng nha. Đó. Còn thứ hai nữa là về chất lượng. Dây loa KLOTZ 100% là đồng nguyên chất. Còn trên thị trường rất nhiều các hãng dây loa, em không nói đến các hãng dây loa cũng nổi tiếng thì cái đồng của họ cũng là tốt. Em đang nói đến dây loa kém chất lượng ấy. Những dây loa kém chất lượng này thì đồng này không được đồng nguyên chất nha các bác nha. Đồng là đồng pha nhôm, và đồng pha nhôm thì dùng một thời gian nó sẽ bị oxy hóa và nó bị đen dây. Đen dây là nó sẽ xảy ra hiện tượng là om dây. Đó, chúng ta cứ vặn âm ly lên là bị ù loa. Đó là dây loa bị om. Dây loa bị om nó đen xì ra. Lúc mà cắt này, dây loa nó đen xì ra cứ như là bị cháy. Đó rồi. Tiếp theo, về một cái phần nữa rồi, để em ngồi dịch ra. Một phần nữa, khi chúng ta sử dụng dây loa ấy mà cái loa chúng ta đặt xa so với âm ly. Đó, em đang nói là gia đình nhá, chưa nói đến là lắp ở trong hội trường này, hay trong bar này, trong bắp này, trong lao này. Đó. Trong ba bắp trong lao là phải dùng dây loa 100%, phải dùng dây loa xịn, dây loa đầy đủ, lõi đồng đầy đủ. Đó, thì bởi vì sao? Trong ba nó rất là xa, và khi chúng ta lắp xa, kéo dây loa xa, khi về đến âm ly ấy, bình thường những cái loa ví dụ như ở đánh cho con loa sấp 4 ôm chẳng hạn. Đấy, mà kéo dài cái dây loa khoảng tầm 40 mét chẳng hạn, thì về đến âm ly ấy, nó chỉ còn khoảng tầm 2,7 ôm thôi. Đó, nó suy hao rất là lớn, và khi trở kháng càng thấp, công suất lại phải chịu lực. Đấy, công suất lại phải khỏe, và nó sẽ rất ngốn công suất. Đó, và khi trong gia đình mình cũng vậy, như những gia đình nào mà diện tích nhỏ khoảng 15-20 m² thì cũng không lo về cái vấn đề suy hao lắm, nhưng mà gia đình nào mà 5-60 m² mà treo 4 cái loa xung quanh chẳng hạn, và cái loa xa nhất kéo về âm ly, đó, chúng ta phải tính toán. Nên tại sao lại có những cái thương hiệu dây loa tốt như thế này. Đấy. Và cũng như các bác dùng điện thoại cũng vậy thôi. Nó cùng là một chiếc điện thoại, cũng có thể quay phim chụp ảnh, cũng có thể nghe gọi. Nhưng cái tại sao những cái điện thoại đời thấp đấy, thì quay phim chụp ảnh nó không được nét đấy, pin nó không được trâu đó, nói chung là rất nhiều cái. Ví dụ các bác dùng những cái điện thoại mà đời cao, quay phim chụp ảnh thì là có góc rộng này, rồi zoom được xa này, rồi là pin trâu này đấy, đôi khi lại nhìn cầm lại Hawaii hơn này đấy. Thế nên là dây loa cũng thế, tất cả các dây loa khác, dây loa ở ngoài thị trường, những cái dây loa kém chất lượng cũng dùng được, em không nói là không dùng được, cũng dùng được. Thế nhưng so về chất lượng và thời gian sử dụng nó sẽ đi xuống. Đó, chất lượng cũng đi xuống, thời gian sử dụng cũng đi xuống, đến khi mà những cái dây loa kém chất lượng mà nó pha nhôm ấy, nó đã đến cái mức độ mà là bị om dây rồi ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải thay hệ thống dây loa. Đó, ok. Thì ngoài cái phần dây loa ra thì thương hiệu KLOTZ cũng có sản xuất rất nhiều các loại dây, như là dây tín hiệu KLOTZ. Đó, ở đây thì em có sẵn hai sợi dây tín hiệu KLOTZ. Đó, đây, dây tín hiệu KLOTZ, các bạn có thể thấy bắt vào cái rắc Neutrik. Đó, dây tín hiệu KLOTZ, nhìn thấy không? Đó, và đây thì em đang đấu sẵn là cái dây Canon. Đấy, dây này dành cho bên nhạc. Đó. Và dây tín hiệu KLOTZ thì đã là dây tín hiệu thì chúng ta cũng phải nên chọn những cái dây mà đầy đủ những yếu tố gọi là tốt, chất, xịn, mà thậm chí là đắt tiền. Đó, bởi vì cái gì cũng thế thôi, cái gì nó cũng có cái giá của nó, đắt tiền thì bao giờ cũng đi đôi với lại là chất lượng. Đã đắt rồi mà chất lượng còn kém thì làm gì có ai mua, đúng không các bác? Đây, các bác có thể xem. Ai chà. Đấy. Đấy, cho các bác có thể nhìn này, nó phải là nét như Sony. Đó, đây là bên lõi bên trong nha. Đấy, đây là cái lõi bên trong. Đó, tín hiệu khá quan trọng hơn cả dây loa. Tín hiệu này mà cái dây nào mà thiếu mát nhá, UE. Quan trọng hơn cả dây loa các bạn. Tín hiệu. Dây loa thì các bác có thể là chọn những cái dây nó không cần nó phải 100% đồng nguyên chất đâu, 99 hoặc 90 cũng được. Nhưng mà tín hiệu là phải chuẩn. Tín hiệu là phải rắc xịn, dây xịn thì độ bền, bởi vì là trong trường hợp những cái gia đình ấy lắp cố định thì em không nói. Có thể dùng rắc kém chất lượng một chút cũng được, dây tín hiệu kém chất lượng một chút cũng được, bởi vì chúng ta lắp cố định không nhổ ra nhổ vào. Đó, và nó sẽ không có bị sung bất kể một cái gì cả. Nhưng những cái như là phòng karaoke, hoặc là những sự kiện, hoặc là những cái bộ âm thanh hội trường, hoặc là những cái dây dành cho ban nhạc là bắt buộc phải dùng dây xịn và rắc xịn. Bởi vì sao? Ban nhạc là họ rút ra rút lại, rút ra rút vào rất là nhiều. Đó, và trong phòng karaoke thì cái mức độ sử dụng cũng rất là nhiều, nên tín hiệu phải tốt thì âm thanh nó mới ổn định. Đấy các bác nha. Ok, còn đây là dây tín hiệu. Đây. Đây, dây này thì em lại hàn là ca lông cái 6 ly này. Đấy, cũng là dây KLOTZ. Đây, rắc 6 ly của Neutrik. Đấy. Ok, thì ngoài hai cái dây này ra thì KLOTZ sẽ có thêm một loại dây nữa. Đưa cho anh cả cuộn đây. Đưa cho anh cả cuộn đây để các bác có thể nhìn thấy. Ủa, sao sợi này 100m mà sao nó lại bé nhỉ? Sợi này 100m này, nó ra tận ngoài này, mà sợi này cũng 100, cuộn này cũng 100m mà sao lại nằm thò lỏn bên trong. Đấy, như bác đây nha, dây là nguyên đai linh kiện em chưa cắt đâu nhá. Đó. Đây này là dây vừa mới về ở đây cũng có ghi này. Đấy. Dây cuộn này thì nó ghi là Made in Germany này. Đấy, không phải Made in Germany. Đấy. À, dây này thì nó cũng là một loại dây tín hiệu, nhưng mà nó là dây đôi và nó rất là nhỏ. Thì cái dây đôi nhỏ này thì chúng ta sẽ làm gì? Cho anh mượn cái sợi đấu sẵn đi. Cái dây KLOTZ tín hiệu to này thì cũng các bác có thể là ngoài đấu rắc Canon với Canon, hoặc là 6 ly với 6 ly, hoặc là Canon 6 ly, Canon đực 6 ly, Canon cái 6 ly ra, thì lại còn đấu được cả cái rắc này nữa cơ. Đấy. Đấu được cả cái rắc này nữa, nhưng mà tại vì sao? Đấu cái dây này nó rất là to. Và khi chúng ta đấu những cái chia ra như này ấy, thì đây em sẽ phải dùng một cái bó bó như này, nhìn nó xấu đúng không? Dùng một cái bó này nhìn rất là xấu để chia ra suýt te. Nó cũng đấu được, thế nhưng mà nó sẽ khó và nó sẽ đấy. Thế nên KLOTZ mới có cái dây này. Đấy, thế nên KLOTZ nó mới có cái dây này. Để làm sao dây này sẽ chuyên dành cho các bác không muốn mua rắc hàn sẵn và mua dây về và mua rắc xịn về hàn. Thì đây, để các bác có thể hàn được những cái dây là hoa sen ra Bali hoặc là hoa sen. Đó, các bác có thể thấy không? Đấy, toàn bộ dây rắc bên em sử dụng. Đấy, những cái dây này là những dây ở dưới demo. Đấy, đã hàn sẵn. Đó, có thể tháo ra cho các bác nhìn luôn. Đấy, xem cái lõi bên trong. Đấy. Dây cũng khá đầy đủ. Toàn bộ dây của KLOTZ 100% đồng nguyên chất. Đó. Không có một tí nhôm nào nha. Ok. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho các bác về một số các cái loại dây của thương hiệu KLOTZ. Đó chính là dây loa 2x1,5. Dây loa này thì sẽ có 2x1,5 hoặc là 2x2,5 nha các bác nhé. 2x2,5 thì chúng ta sẽ đánh cho súp hoặc là đánh kéo dài cho những cái loa mà như vừa rồi em nói đấy, kéo dài, dây loa kéo dài. Đấy, thì về độ suy hao thì đảm bảo là có về đến âm ly nó vẫn thì cái độ suy hao nó vẫn còn xấp xỉ đấy, khi như là chúng ta sử dụng ngắn. Và dây tín hiệu KLOTZ. Đó. Và đây cũng là một dây tín hiệu nhưng mà nó là dây kép, dây nhỏ để chúng ta có thể đấu rắc hoa sen hoặc là hoa sen Bali. Đó. Và cũng đưa ra cho các bác một số lý do vì sao chúng ta nên chọn dây loa là phải dây loa hàng chất, dây tín hiệu là phải dây tín hiệu hàng chất. Đó, chất ở đây là chất lượng. Chất lượng sẽ cho chúng ta là theo thời gian sử dụng và cái chất lượng trong quá trình chúng ta sử dụng đem lại cho chúng ta được cái chất lượng như thế nào. Các bác có thể đầu tư một lần nhưng mà trong vòng 4-5 năm sau các bác không phải lo nghĩ về cái chất lượng của dây. Đấy. Bây giờ mua dây về dùng một thời gian lại lo, lại có tiếng ù, tiếng ẻ. Đấy, lại phải lo là không biết dây loa bị làm sao, dây tín hiệu bị làm sao. Nếu các bác chạy dây loa bên ngoài này, chạy dây tín hiệu bên ngoài thì các bác rất có thể dễ là kiểm tra. Đó, nhưng mà khi chạy trong âm ấy, chạy trên tầng âm ấy, đấy, rất khó kiểm tra. Nên là chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái thương hiệu dây loa tốt và dây tín hiệu tốt và rắc tốt. Đó, thì để đảm bảo cho chất âm ra được gần như là tuyệt đối, là hoàn hảo. Trong trường hợp này thì cái dây loa này của em là không chống chuột cắn nhé các bác nhé. Thực ra mà nếu mà cái anh tí mà anh ấy đã cắn ấy thì chả có cái dây nào chịu được. Thế nên là những cái dây mà bọn em chạy ở âm ở trên tường ấy, thường thường là bọn em sẽ phải chạy thêm là cái ruột gà hoặc là những cái ống ghen. Đó, chạy bên ngoài thì các bác có thể lấy được nhưng mà chạy âm là rất khó, nên là bên em sẽ chạy ruột gà ống ghen. Đấy, nhưng mà đã chạy ruột gà ống ghen rồi mà anh tí làm nào anh vẫn cứ cắn được, thế mới giỏi. Ok, thôi thì, các bác nào mà muốn được kiểm nghiệm thực tế đấy, cái chất lượng của cái dây loa và dây tín hiệu KLOTZ do bên em phân phối đấy, mời các bác đến showroom của chúng em tại hai miền. Miền Bắc là 31 BT43 khu đô thị Vinaconex 3 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong thành phố Hồ Chí Minh là 409 Trần Văn Dầu, phường Bình Chánh Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Xin chào.